Tiếp theo là combo số 13 nha quý vị. Combo này có hai cái máy chiếu thị 250 bao ship toàn quốc. Cái này là trung nu nha quý vị, siêu già luôn ha. Siêu già mà siêu lùng lực luôn nè, cái chút chiếu nè. Mà siêu mini luôn. Đó, đế nở ra luôn ha. Cốt cạnh chính có đầy đủ hết trơn rồi nè. Về mình chỉ làm lại sơ sơ là có con cây chơi rồi. Anh nào biết kỹ thuật thì uốn ngéo ra nửa năm nữa cũng có con cây đẹp chơi. Đế nở không nha quý vị. Lùng lực ha. Ngón tay tôi nè, siêu nhỏ luôn á. Nhánh cành đầy đủ, về mình bẻ bệnh ra. Rồi xuống ha quý vị ha. Cặp 250.